Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá chế độ đấu trường chân lý mùa 2 và cùng xây dựng những cái đội hình siêu bá đạo thế nào. Và hiện tại thì mình đang ở server PPE nha anh em. Thì tại server PPE thì đã cập nhật phiên bản 9.24 rồi. Thì có rất là nhiều những cái vị tướng mới cũng như là cực kỳ nhiều thay đổi. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ qua server PPE để trải nghiệm cho anh em xem trước khi mà về server Việt Nam anh em đỡ bỡ con ngỡ nha anh em. Ok. Và như anh em đã thấy thì mình đang sở hữu một cái vị tướng mới, đó chính là Senna. Con Senna này thì nó có cái hệ là hệ bóng tối với cả hệ linh hồn. Thì cái hệ linh hồn này thì nó kết hợp với cả con Lucian nhá anh em. Linh hồn này chỉ có hai con rồi, hai con riêng biệt với nhau có rồi. Đây. Còn cái skill của nó là cái skill Q. 50 đam sức mạnh phép thuật à? Hình như là bắn vào đồng minh nó sẽ tăng 25 sức mạnh phép thuật nữa cho đồng minh thì phải. Để xem nào. Ui, hôm nay đã có được hai pháp sư này, hai pháp sư hai nước này. Đấy anh em thấy không? Cũng như là có cái skill buff thì phải, cũng như là có mà mình thấy cái lượng đam của nó hơi ít. Có 50 sát thương à? Cố lên nào, cố lên nào. Rồi xong, rồi xong. Thua luôn anh em. Ở server Việt Nam anh em đang chơi là phiên bản 9.23 thì nó chỉ có bút là hai bóng tối thôi, là chúng ta kích hoạt được hệ bóng tối đúng không? Nhưng mà tại phiên bản 9.24 thì anh em phải cần 3 vị tướng bóng tối thì chúng ta mới kích hoạt được hệ bóng tối. Và nó hiện thêm cái búp nữa là bộ búp 6 bóng tối nha anh em, cực kỳ khỏe. Đây. Với là hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây? Một là bóng tối, hai là ánh sáng. Tại vì con Lucian thì nó trong cái bộ tộc ánh sáng. Lucian thì nó trong, đúng rồi, Lucian nó lại 4 tiền nữa cơ, cho nên là tìm hơi khó. Ok, xài tạm 3 ánh sáng đi. Ui, như là dạo gần đây là anh em rất ưa chuộng ánh sáng với cả bóng tối này. Ông này vừa có 3 bóng tối, ông này 3 bóng tối luôn này. Mạnh quá nhở. Cố lên là Senna. Ui bắn kìa. Con Lancer nó còn một chút máu thôi mà bắn không chết. Để xem cái vòng này có gì vàng không nha anh em. Mong là sẽ có. Chúng ta xài chiến thuật fit để lấy tiền vàng mà. Đâu rồi? Tiền vàng. Ui không có tiền vàng luôn kìa. Tôi lấy cái gì đây? Hay lấy găng đấu tập nhỉ? Từ từ, hay mình lấy cái cục kháng phép này đi. Một cái áo choàng bạc. Để khi nào mà chúng ta có thiều vàng thì chúng ta sẽ biến Senna thành ánh sáng luôn. Thì nó lại kết hợp với cả Lucian trong cái bộ tộc ánh sáng nữa thì còn gì bằng đúng không anh em? Một ý tưởng không hề tồi. Nào anh em chọn đồ nhanh lên. Ui, còn cung gỗ không ai lấy luôn. Kinh quá nhỉ. Được đấy. Ok, vay nè luôn. Bán này đi. Bây giờ mình không chắc là cũng không ép đồ cũng như là không làm được gì được hết. Chắc là mình sẽ tích tiền chút nữa hai pro nhá. Thế là mình sẽ cố gắng lên được vay nè 3. Nếu không thì chúng ta có thể tiếp tục tích vào úp cấp tìm những vị tướng 4 5 tiền cho nó mạnh. Ui ông này chưa chắc bắp thế. Ui ông này chắc bắp chưa? Mới vào là lắp được cái trang bị ma vũ rồi này. Quá chắc bắp đến từ vị trí của Sizan. Rồi bắn không chết luôn. Fit hơi sâu, 4 trận thắng, 4 4 trận thua liên tục chứ. Ok. Hướng dẫn cho anh em chiến thuật fit to thua nhỉ. Vừa tao fit to win nhưng lại là fit to thua đúng không? Tu chút đỉnh thôi nha. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi mà. Anh em phải bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh rồi. Có King Red này. King Red bóng tối luôn này.
tôi lại trận này lỡ đâm vào ánh sáng rồi anh em, đâm sâu quá rồi. Rồi sao mà rút ra được đây? Đoan combo ánh sáng này, chúng ta sẽ hai pro, mình sẽ có thể là mình sẽ hai pro cho tôi thua luôn đi, tôi thích nhiều cho nhiều tiền. Giờ thắng cũng không ý nghĩa gì nữa. Jackpot đi top không đi lại thích đi bot nhở. Ui ông này chơi hồ vệ đây này, ông hiểu vệ trâu lắm anh em ơi. Vay nè bắn giờ chỉ có vay nè thôi. Ui trâu quá trâu quá. Và trong cái bộ hộ vệ này thì nó có thêm một cái vị tướng mới là con Amumu nha anh em. Con Amumu này thì nó hệ hộ vệ kết hợp với cả hệ hỏa ngục đấy, mà con này lại 5 tiền cơ, con này 5 tiền. Nhưng mà nếu mà anh em thích thì mình sẽ làm cho anh em xem, đó chính là Amumu hỏa ngục. Cái gì vậy, gì vậy, gì vậy? À ủa, cứ tưởng là rất mạng, rất mạng là chết tôi luôn à. Lên drone không nhỉ? Được phát thôi. Ui hai con vay nè luôn, được quá anh em, được quá. Bây giờ là cái nút úp cấp ở trên nha, còn nút drone ở dưới nha. Thường thì mình ở phiên bản 9.23 ấy thì nó là nút úp cấp ở dưới, còn nút drone ở bên trên, cho nên là bây giờ mình khá là nhầm lẫn đây. Còn không thì anh có sử dụng phím tắt. Phím tắt thì lâu lâu mình ấn hai cái thì nó lại tiếc lắm anh em. Cái gì đây? Ui tiền vàng luôn anh em ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Đúng như mình dự tính. Cũng may là cái phiên đi chợ vừa rồi là mình lấy cái cục kháng phép, cái áo choàng bạc đi nhá. Chứ không là hỏng hết kế hoạch rồi. Rồi, hai pro thôi nào. Bay nè này. Đấy vay nè, rắc vay nè. Ui thơm thơm, hơi nhiều vay nè nhở, rắc luôn này. À na sớt vay nè đi, đúng rồi nào, nhanh còn kịp, nhanh còn kịp, nhanh còn kịp, rắc bẩn, nhanh còn kịp nằm vay nè ơi. Senna Nasus. À cũng được một con Nasus 3 cũng được rồi anh em. Đỡ dục vọng, đỡ dục vọng. Mày quá. Chứ kiểu mà không có một con nào lên 3 nữa thì hơi căng đấy. Một con vay này nữa thì nó cũng lên vay này 3 luôn này. Được, bổn áp, bổn áp. Tại vì hình như là mặt hàng Senna anh em săn nhiều quá. Lại ra do Rick luôn này. Ra do Rick kiểu này là phải chơi ánh sáng rồi à? Phải chơi ánh sáng rồi anh em ơi. Đấy, mình rắc ngay sao vào cho nó gánh đam. Bây giờ chúng ta có đủ 6 ánh sáng rồi nhưng mà vẫn chưa có đủ 6 slot cho bạn. Mình sẽ có nên biến con Senna thành ánh sáng luôn không ta? Hay để đợi cái vòng đi chợ tiếp theo mình lấy thêm cái thìa vàng nhỉ? Từ từ đã nhá, từ từ rồi tính. Nếu mà lấy được thìa vàng nữa thì ngon. Mấy cái ông này cứ lắp cái con sát thủ vào cái ô tốc độ đánh, cho nên là mấy cái con đam của chúng ta nó bị bắt hết à. Điếm thật đấy. Vay nè, bây giờ con Senna của chúng ta bị bắt luôn. Chán thật chứ. Rồi xong. Còn có 45 tiết thôi. Ai bồ đôn lại bị thua liên tục này, chết rồi. Rắc à. Ai chắc hai luôn. Bây giờ cũng không bỏ vào mà lên được. Không đủ cấp để có thể cho vào. Xe 5 2. Nó yếu hơn con rắc à, con ai chắc 3, ai chắc 2. Ai chắc là nó 3 tiền. Mà trong cái bộ tộc ánh sáng nữa. Ok, bình tĩnh chút đỉnh nào. Ui, cũng cạnh tranh ánh sáng luôn à. Ánh sáng gọi là anh em đua nhau chơi à.
đua nhau chơi ánh sáng rồi. Hôm nay ba ánh sáng, ba bóng tối. Vừa chơi ánh sáng lại vừa chơi bóng tối à? Nó lại nghịch thiên quá. Không được rồi, ánh sáng chơi kết hợp bóng tối là vừa sáng vừa tối xong mà được ông nghe. Chuyển ngay đồ hình đi nhá, chuyển ngay đồ hình nha. Tỉa vàng đi. Ui không có tỉa vàng rồi. Thì mình sẽ lấy dao rick nhá. Dao rick của chúng ta mà lên 2 sớm thì cũng là một cái thế lực gì đấy. Khá là ổn áp đấy. Không đùa được đâu. Không đùa được đâu. Đấy, ngay bây giờ có nút vừa xem ở nhà đây này. Rất tiện lợi. Mình click vào phát và là anh em nhớ đồ ngay. Nhiều khi là anh em phải mò cái bản đồ đúng không? Bây giờ lại có cái nút tìm tắt này cực kỳ tuyệt vời. Riot đã hiểu cho chúng ta. Và có một cái update, bản update cực kỳ mới. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn thiện lắm đâu. Những cái con số kia thì nó vẫn chưa hoàn chỉnh kìa. Nhiều anh em chơi ánh sáng quá ta. Đây, mình gai mỗi cái ông này này. Ông này cứ bỏ mấy con sát thủ cho vào mấy cái ô này chứ. Mấy sát thủ nó bắt con đam chính của chúng ta. Đây, vừa nói đã gặp luôn. Để xem nào. Đấy, chơi hẳn 3 sát thủ luôn. 4 sát thủ. Ông này chơi chính 6 sát thủ đây. Cố lên nào. Võ đầu mình với thằng sát thủ này cho tôi rắc ơi. Được luôn. Láo thật bù em ạ. Nãy giờ mình mất nhiều máu chắc là do cái như thế. Cát xấu à? Cát xấu có hệ cát với cả hệ chiến binh. Thôi dụ tôi chơi hệ cát à. Nói bây giờ không cát cùng gì nữa. Nhất quyết là phải chơi ánh sáng rồi. Ánh sáng chắc là sẽ cực kỳ hot vào phiên bản 9.24. Nhưng mà về Việt Nam đây. Cùng với 3 vị tướng mới, Lucian, Senna và Amumu. Amumu thì cái skill của nó skill R nhá. Đây ông này cũng chơi ánh sáng luôn. Đua nhau chơi à? Mình có 2 Zoric ở nhà, mình chỉ cần thêm 1 Zoric nữa thôi thì anh em nghỉ game đi là vừa. Cố lên nào. Ừ mày quá. Điều là giác của chúng ta có cân 2 được hay không? Có thể nha. Một phát ngon thôi. Nice. Được của nó đấy anh em. Uầy, một ông đã đi rồi. Hay là ông đi sớm ấy nhở? Soraka này, trời ơi. Để bán con nào đi bây giờ ta? Mình sẽ bán rắc đi nhở? Rắc mình nghĩ là lên 3 thì nó cũng không mạnh lắm. Nó trâu thôi chứ nó không mạnh. Rắc đi. Rắc lên 2 được rồi. Gánh đang một chút đỉnh. Nó chết đi để hồi máu cho anh em đúng không? Được. Thì vàng thì bạc nhà ta đi. Và cũng như anh em đang xem thì hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và anh em nào yêu thích bất kỳ một cái vị tướng gì trong cái chế độ đấu trường chân lý mùa 2 lần này thì hãy đừng quên là bình luận phía dưới cho mình. Mình sẽ là người thực hiện cho anh em xem. Ok. Mình sẽ úp cấp đi. Cho Senna. Hay là làm cho Senna cái ngọn giáo Sojin nhỉ? 2 ngọn giáo Sojin không ta? Cứ biến nó thành ánh sáng chứ đã. Thì lấy 6 ánh sáng. Thế là mình dồn đồ cho con này chút nữa mình bán cho Lucian đi. Con Lucian thì nó có cái skill thanh trừng. Thanh trừng mana của nó ít lắm. Đúng rồi. Này thì bắt này.
Mấy cái thằng sát thủ ghẻ này. Mấy thằng sát thủ ghẻ. Ok, thắng liền, thắng liền. Ui, Senna 3.000 năm đam, nhiều đam phết đấy. Không đùa được đâu nha. Tôi thấy vậy, pick ngay Zorik luôn cả. Hơi căng, hơi căng. Ok. Để vậy đi. Ơ à, cái gì vậy? Con Senna mới mình cứ tưởng con ma ra. Bây giờ lại bỏ quên mất rồi anh em. Đúng là nhanh tay hơn não mất rồi. Nhìn cái hình giống con ma ra vãi trưởng luôn. Ui, này 2 Vega 2 rồi chứ. Căng thật. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Hút đam cho đồng đội đi. Cất hết đi, cất hết đi. Ui, thằng Ajok này nó có giáp máu rồi, không lại được rồi. Bạn mấy chỗ thua của mình nhá. Ông này cũng chơi ánh sáng đây này, căng đấy. Rồi, Manfai làm gì đây? Ma cắt di động. Mày nè đi. Ừ, hai Senna luôn nè. Ừ, vài nè ba được quá anh em. Được. Là không có nhiều đồ cho nó nhưng mà mình nghĩ là nó cũng ổn lắm. Tại vì mình chơi vai nè nhân vật chính nhiều rồi. Mình muốn cho anh em xem được sức mạnh của con Senna này thôi. Mình dùng full đồ cho nó đúng không? Ok. 10 tiền luôn. Mình xem có thêm vàng nhé. Vàng mình lấy luôn. Cho thêm một ánh sáng nhân tạo nữa. Có thì vàng luôn anh em ơi. Đừng có ai lấy nha, đừng có ai lấy thì vàng của tôi nha. Ừ, đừng 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 đừng. Đừng. Ừ, mày gọi ui. Ông kia bị lag à? Ông kia nó bị say rượu anh em. Lặng lại đánh bóng quá không ơi. Lấy gì lấy luôn đi. Quyết đoán đi chứ. May quá. Say rượu là không được rồi. À, đấu trường công lý mà lại say rượu này chết. Giờ mình cũng đủ 6 ánh sáng rồi đấy. Giờ tìm Master Z nhở. Đúng rồi, chắc là tìm Master Z đi. Master Z vào thì chúng ta sẽ có Mystic kết hợp với cả kiếm khách nữa. Mình hơi nhiều ánh sáng thì vậy. Để coi nào. Có quá, đây này có Amumu rồi này. Như vừa nãy vừa đi chợ lấy được ấy. Bổ đi Ajok. Sao chúng ta không lại ông này sao? Chúng ta là những ánh sáng mà. Ánh sáng mà. Cái quy của con này cũng hồi máu nhỉ. Cái quy con Senna ở trong 5 đánh 5 thì nó hồi máu. Đây thì nó không hồi đánh, không hồi máu. Giờ thì Lucian hơi căng đây này. Lucian ở phiên bản mùa 1 thì nó có 2 tiền thôi. Mùa 2 này thì nó lên 4 tiền. Mẹ cái thằng hộ vệ này trâu thế nhở. 5 hộ vệ rồi. Ui, gặp luôn à, gặp luôn à.
May là tem tôi có Vayne ấy, Vayne là bắn hỏng giáp mấy ngày luôn. Tại vì Vayne là bắn theo phần châm máu anh em ạ. Đây là không phải xoắn. Cố lên, cố lên. Đấy, Vayne gánh hết, Vayne gánh hết. Vayne là chỉ trị mấy cái thằng hộ vệ thôi anh em, bắn theo một châm máu mà. Bướng làm sao được? Bướng làm sao được? Rồi, không có gì để mua cả. Bây giờ mình sẽ úp cấp sẵn sàng thôi. Chứ bây giờ không có gì để mua hết. Giờ mà chúng ta thêm con King Red. King Red. Ờ không được, không được. Mình cứ tưởng King Red là bây giờ 3 Shadow lận. 70% đam, cái kia là 140% đam. 6 Shadow à. Anh em mà thích 6 bóng tối thì hãy đừng quên là bình luận phía dưới cho mình nhá, mình sẽ làm cho anh em xem. Giờ là có 6 bóng tối rồi. Vẫn chưa có 6 ngọc nhỉ. Chắc chắn là trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ có 6 ngọc. Úp cấp nha. 20 vàng. 20 vàng chúng ta lên level 7. Rồi tính tiền cho chúng ta luôn đấy. Anh em chỉ cần chỉ vào thôi là ok. Đây rồi, đây rồi. Thành ngay một con này. Thì chúng ta vừa có hệ linh hồn lại vừa có hệ ánh sáng luôn. Bây giờ chúng ta chơi 7 ánh sáng rồi nhá. Thì con Lucian này thì nó hệ ánh sáng với cả hệ linh hồn kết hợp với con Senna này. Đấy. Cái hệ linh hồn này thì mình sẽ giải thích cho anh em. Nếu mà một cái đồng minh linh hồn chết thì nó sẽ vẫn còn linh hồn đến khi mà cái con linh hồn còn lại chết đi thì mới bởi chết cả hai luôn. Ok, nghĩa là nếu mà con Lucian chết mà con Senna vẫn còn sống thì nghĩa là cả hai con đều còn sống. Nếu mà con cả hai con đều chết là chết luôn. Đấy. Sẽ sao đổi đồ ấy. Rồi. Con này con xài có 50 mana. Đấy, cái giáp thiên thần nữa. Thêm này. Tuyệt vời chơi anh em. Giờ tôi chơi 7 ánh sáng rồi ấy. Giờ chúng ta tìm Master Z nữa thì tuyệt vời. Master Z thêm ánh sáng là vừa có Mystic là hệ bí ẩn. Kết hợp với cả cái gì nữa nhỉ? À, hết kiếm khách rồi. Mystic thôi cũng được. Mẹ cái ông này hơi cùa chuối nha. Ôi thanh trường kìa, thanh trường kìa. Đấy anh em thấy không? Vẫn còn thanh trường. Ôi thì kia mà hai con đều chết hẳn thì nó mới chết. Chứ một trong hai con chết thì nó vẫn còn sống một con lại, con còn lại. 50 mana. Ui skill thanh trường này xả được khá là nhiều đam ấy. Ok, để đây. Ủa, đâu chỉ với nhau nhỉ? Ai đây, cũng ánh sáng luôn. Ui ông em ánh sáng bóng tối. Chơi 3 ánh sáng thôi à? Thắng thế. Ui thôi thua ông này à? Thua thật. Ui xong thành thường chết cái con ấy của nó đi. Vega 3 đi, đánh Vega 3 luôn kìa, căng. Ui có thêm một slot kìa. Để tôi đi mà, để tôi đi mà. Đừng. Rồi xong mất luôn anh em ơi. Mất cả con kia luôn. Mình sẽ lấy cái này đi. Cả Zoric 2 luôn kìa. Mẹ vãi nồi.
vãi nổi thiệt. Giờ mình cần hút cấp lên đã. Ok. Ừ, có mắt từ gì luôn này. Được quá nhở. Em biết tại sao mà mình để lại con rác không? Vì nó đánh đam ghê lắm. 8 ánh sáng rồi này. Mình chơi là 10 ánh sáng không cần lắc luôn nha. Nếu cần lắc là bây giờ mình lên cấp 9 đó, 11 ánh sáng luôn. Đâu 10 ánh sáng, 10 ánh sáng. 11 ánh sáng khi mà chúng ta lấy được cái kia thì tốt. Ui, con Lucian vẫn thanh trừng kìa anh em. Nhưng mà nó chết rồi nha. Vẫn thanh trừng. Đến kia mà con Senna chết thì nó mới chết. Ok ok. Đi luôn nha, đi luôn nha. Bye bye luôn nha bạn ơi. Bờ ra với chúng tôi à. Bờ ra với chúng tôi. Zoric. Ừ, có Zoric luôn. Ngon lành cảnh đào anh em ơi. Zoric lên 2 luôn. Đây, thử mỗi trang bị này. Quên mất, nãy giờ chưa ném vào. Giờ bây giờ chúng ta để tiến up cấp thôi nhá. Để tiến up cấp thôi. Giờ cũng không lên được cái gì cả. Lên được mỗi con Lucian 2 à. Lucian 2 cũng được. Thanh trừng đi, thanh trừng đi. Mạnh phết chứ bộ. Ủa, mày có con ấy 3 luôn này. Optum 3 kết hợp với cái hệ thép hơi trâu. Hơi trâu đất đấy. Cái gì đó. Khăn giải thuật. Khăn giải thuật này chắc là mình sẽ cho Bayne đi. Đỡ nó bị focus. Ủa, 3 sát thủ, 3 triệu hồn, 3 lửa, 2 thép. Căng. Trời, cũng kia hơi căng ấy. Cố lên nào. 8 ánh sáng. Giờ mình có 9 ánh sáng nhưng mà vẫn chưa đủ slot cho vào. Chán ghê. Giờ phải nhìn ánh sáng thôi. Những ánh sáng để cho vào thôi. Không drone nữa nha. Drone phát nữa là chết đây. Đây. Bắt thì bắt thằng Z nha. Đừng bắt Vayne nha. Cào thì cào Z ấy. Z nó hy sinh vì tổ quốc cũng được anh em ạ. Ui, em mua quỷ thư này. Ông này cũng 8 lửa. Mình 8 ánh sáng. Để xem 8 lửa hay là 8 ánh sáng ngon hơn. Ông này, ông này chắc là mình ăn được. Chết rồi, bên này bị cào rồi. Rồi, bên này bị cào rồi nha. Nhưng ông này vẫn thua à. Mình bá quá. Bá quá anh em ơi. Nice. Ok. Senna mua chơi thôi. Đây, bỏ 30% tốc độ đánh đi. Nếu mà chúng ta bị bắt thì lại không ok lắm. Bên này thì có Quizana. Quizana sắp lên 3 luôn chứ. Càng kẻ. Không biết là mình ăn lại ông này hay không đây. À, ăn được. Được à.
Ok, vậy là 8, 8, 8 ánh sáng hơn nha. 8 ánh sáng hơn rồi nha. Ở bên này ngoài đang chật vật với cả con Amumu. Lucia. Lucia. Giờ chắc là mình đánh với ông nào bây giờ nhỉ? Chắc là ông đánh với ông sát thủ hoặc là cả bản sao. Đúng rồi, cả bản sao. Ngay là cả bản sao mà anh em. Ui, có Lucian đang thanh trường mà bị cấm đánh à? Cấm đánh tĩnh lặng. Chết rồi, vẫn hồi máu cho con Lucian đấy chứ. Đấy. Khó đi. Đúng rồi. Thép mà ngon ở mày. Thép mà ngon ở mày. Ok, xử nó được chưa? Xử rồi, xử rồi. Trời ơi, ông kia lấy lửa đã chín lửa rồi. Xong rồi anh em ơi. Ông kia lấy cái lửa cuối cùng là chín lửa rồi. Giờ tôi biết phải làm sao đây. Vòng sau mình sẽ úp cấp nha. 40 giờ úp cấp vừa đủ tiền luôn mà mình chơi liều. Chơi liều để vòng sau chết thì mình chưa chết ngay được. Ôi người trâu lắm mà ánh sáng biệt thái lắm anh em. Mình có đùa. Mình có cả Mystic nữa mà. Bí ẩn mà. Rồi, 9 ánh sáng. Cháu chịu. Ui, lửa nó đốt kìa. À, vẫn ăn được. Xem 9 ánh sáng hay là 9 lửa đây. Nice sự. Ok. Lucian. Lắc ánh sáng à? Mình có 9 ánh sáng không mà ta? Được thành 10 ánh sáng hả anh em? Từ từ nhá. Giờ mình có thể xài 10 ánh sáng luôn đấy. Đừng có thua luôn là được. Hôm nay chơi 10 lửa. 9 lửa. Ơ? Cố lên. Đừng có thua luôn nha, đừng có thua luôn nha. Đừng. Đậm. Ui, thua đậm thế nhở. Ok. Giây nữa mình cũng được top 2 anh em. Vẫn được cộng điểm. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới nha. Đừng quên là like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Tạm biệt.